Chào các bạn, mình là Xuân Mai. Bữa nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bì để mà ăn với cơm tấm. Bây giờ mình sẽ đi rửa thịt đây để mình vô mình luộc da và mình thìa thịt để mình làm. Thì ngoại làm bì cho chiều ăn cơm tấm nha. Thịt nó thiệt là ngon, da cũng dày ngon lắm. Làm bì thì mình cần phải có là da heo. Da heo thì mình mua da lưng vậy nè, cho nó dày, cho nó ngon. Rồi mình lạng sạch mỡ hết, rồi mình mới luộc. Rồi còn thịt là thịt đùi không có mỡ vậy đây. Mình thìa với nước dừa tươi, ở nhà mình có dừa tươi đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt nước này lên để mình luộc da trước, rồi mình mới qua mình ướp thịt để mà mình thìa. Bây giờ mình đã bắt lên mình luộc da rồi. Bây giờ mình qua bên trong thời gian chờ đợi luộc da cho nó mềm thì mình qua mình sẽ ướp thịt để thìa. Da này thì cũng không có luộc chín mềm quá. Nó chín bấm lũng hơi chút là được rồi. Cắt mấy miếng lại để mình ướp để một hồi mình nướng đây. Cái này là mình ướp tỏi, nước tương, đường, bột ngọt hoặc bột nêm gì cũng được hết đó. Mình thìa với nước dừa tươi. Đấy, cái cầu thang đây nè. Sẽ ướp vô đây 3 muỗng đường cát. Hai muỗng nước tương. Nước tương này làm cho thịt thìa của mình nó thơm. Hai muỗng nước tương để làm thịt thìa để mà làm bì đó rồi. Nửa muỗng bột nêm đó. Rồi mình trộn cho thấm đều lại chút. Rồi mình để đây. Mình sẽ đi chặt dừa tươi để mà mình thìa nó. Còn xanh đó. Ừ, dừa còn xanh nữa cơ. Con tưởng là con lồng chứ không phải là mấy cây dừa màu vàng. Không, dừa màu vàng là dừa khô rồi. Rồi, mình để đây cho nó thấm gia vị đi. Băm tỏi với lại hành lá để mình ướp mấy miếng thịt nướng nữa đây. Ướp thịt nướng thì mình không có ướp bằng hành củ mà mình ướp bằng hành lá. Lý do ướp bằng hành củ á, nướng nó dễ bị cháy, nó không có ngon bằng mình ướp hành lá, đặc biệt cái là vậy đó. Rồi ướp thì mình ướp bằng đường thốt lốt chứ không có phải mà ướp bằng đường cát. Đường thốt lốt mình sẽ để nước mắm ngon vô rồi mình thắng ra cho nó tan. Mình để nguội rồi mình để vô mình ướp. Hành lá thì mình đập về nè, làm nhiều thì mình sẽ đâm, còn ít về thì mình đập về rồi mình đâm vô cũng được đó. Đặc biệt là ướp thịt nướng là ướp bằng hành lá chứ không có ướp bằng hành củ. Mình sẽ cắt ra vậy rồi mình thắng với nước mắm. Mình thắng chỉ cho nó tan đường hòa lại với nước mắm thôi là mình ướp vô được rồi, chứ không có cần cho nó kẹo lại gì hết. Chỉ nước mắm cho nó tan đường thôi. Thì mình để nguội là mình ướp vô được á. Với mấy miếng thịt này thì mình sẽ ướp một muỗng nước mắm lưng này vậy là được rồi. Mình
mình sẽ thắng đường. Cái này mình chỉ thắng cho nó chảy đường ra vậy là được rồi, chứ không có cần sâu gì hết. Nhắc xuống để cho nó nguội chút rồi mình mới ướp vô thịt. Này, một muỗng dầu ăn. Mình chế dầu ăn như vậy để cho thịt của mình nó sẽ mềm. Mình ướp thì bằng dầu ăn, có người thì người ta ướp bằng sữa bò đó, còn mình thì mình ướp bằng dầu ăn để cho miếng thịt thứ nhất là nó mềm, thứ hai nữa nó bóng, nó không có bị khô miếng thịt. Lúc mình nướng á, nó không bị khô miếng thịt mà nó mềm miếng thịt nữa. Rồi, bây giờ mình để đường vô. Để đường và nước mắm mình thắng đó. Giờ mình sẽ để vô đây để mình trộn đều lại cho nó thấm. Nếu mà mình làm số lượng nhiều để mình ăn nguyên gia đình thì 1 ký hoặc 1 ký mấy thịt á, mình sẽ ướp bữa trước rồi mình để cho nó thấm, rồi mình để vô hộp, mình để vô tủ lạnh thì thịt nó sẽ ngon hơn. Mình ướp cách đêm vậy đó, hoặc là nửa ngày rồi vậy đó, là miếng thịt nó sẽ thấm, miếng thịt thấm gia vị nó ngon hơn là mình ướp mình nướng liền. Nó xôm lũng như vậy là được rồi đây. Mình sẽ vớt ra và mình đem ra mình rửa lại nước lạnh. Rửa lại nước lạnh rồi mình mới lạng mình sắt. Rửa qua nước lạnh. Thìa bằng nước dừa, thịt nó ngon lắm. Nó ngọt đậm đà hơn là mình thìa với đường không. Chảo nó đã nóng, bây giờ mình để vô một miếng dầu ăn. Rồi mình sẽ chiên thịt. Nó chiên chứ cũng như mình để vô mình cho nó săn sơ lại một cái rồi thôi vậy hả. Thì mình chế nước dừa rồi vô mình kìa. Thịt nãy giờ đó là mình ướp khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi nè. Nó cũng đã ngấm rồi. Mình chiên sơ cho nó săn lại vậy rồi mình mới để nước dừa tươi vô. Bì này tùy theo gia đình, thích ăn da nhiều thì mình làm da nhiều, còn thích ăn thịt nhiều thì mình làm phần thịt nhiều hơn. Đó, tùy theo mỗi gia đình. Mình ăn vậy đó là một cái này là 1,5 ký thịt nè. Thì mình làm có 800 gram da hà. Mình làm da ít tại vì nhà có em bé nhiều đó. Thành ra nó ăn thịt nhiều hơn là ăn da. Bây giờ thịt nó đã săn lại, mình sẽ chế trái dừa tươi vô. Mình sẽ chế nước trái dừa tươi mình chặt nó vô. Đó. Rồi. Thì khi nào mà thịt nó rút lại, rút hết nước đó là nó vàng ươm cái thịt là tại vì mình thìa bằng nước dừa này ngon lắm. Rồi mình mới lạng vậy, mình bầm nhuyễn lại. Mình bầm nhuyễn xong hết rồi mình sẽ đem ra mình vắt chanh với lại muối vô mình xả lại cho nó ra hết cái nước mỡ.
rồi mình mới lấy khăn the đó mình dắt lại cho nó ráo nước. Mình làm như vậy thì mình để ăn lâu được, nó không có cái mỡ ở trong cái da này nè, nó khó bị hư da. Còn nếu mình không xả vậy thì để ăn nó dễ bị hư lắm. Làm bì này các bạn có thể để vô tủ lạnh ăn khoảng hơn một tuần lễ trở lại cũng được, không có bị hư. Mình xả cái cách này đây. Mình làm bì này nó ngọt. Ta đã chín, bây giờ mình sẽ gấp ra. Mình không có cần khô rang nước. Nước này mình có thể phi thêm hành đồ vô, mình làm nước chan bánh mì ngon lắm. Đó, giờ nó đã chín, nó rút nước dừa vào đây. Miếng thịt nó đỏ tự nhiên của nước dừa tươi. Rồi xong rồi, giờ mình đem ra mình xả ra. Giờ mình đã bằm xong rồi, mình cắt chanh ra để mình xả chanh với lại xả muối cho nó sạch mỡ. Cái để muối vô, muối bọt và mình dặn chanh gì vô đây. Đây mình xả chanh với lại muối, xả về để cho nó ra dầu mỡ hết, để mình để ráo lại rồi mình mới trộn vô bì. Vậy thì bì nó sẽ đi hết chất mỡ và da nó, ý là mình làm bì nó sẽ không bị hôi, để ăn lâu được. Mình xả khi nào mà tới cái nước nó mình thấy không còn đục như vậy nữa nè là được đó. Thì mình xả hai nước nữa mới được đó. Bây giờ vầy là nó đã sạch rồi đó, nó trong rồi đó. Mình sẽ vớt lên vầy cho nó ráo rồi vô chổng mình sẽ dắt lại bằng khăn the. Nó sẽ khô luôn rồi mình mới trộn vô bì được. Thank you.
nó ráo nước luôn. Thật sự vậy nó cũng đã ráo rồi, nhưng mà mình kỹ mình dắt lại vậy một cái nữa đó. Nó cũng ít xịt thôi chứ không có gì, nhưng mà vậy đặng cho nó thật là ráo nước để bì của mình không bị hư. Là ngon luôn. Cái trọng da nó khô nó bung ra. Cái này là mình không có thọc tay vô nữa, mình đã dắt ráo rồi. Phi tỏi đặng để vô bì đây. Mình phi tỏi xong rồi mình sẽ rang thính luôn. Rồi mình mới sắt thịt để đặng trộn vô chung luôn. Tỏi chứ phi vàng quá thì nó mất cái mùi tỏi. Nhưng mà nó cũng đã tỏi nó đã săn lại hết rồi. Nó chín tỏi rồi đó. Giờ mình sẽ rang thính. Bây giờ mình sẽ rang thính đây. Mình phi tỏi xong rồi, bây giờ mình rang thính. Rang thính thì mình phải đảo đều hoài vậy nè. Cái màu thính nó mới vàng mới ngon. Chứ nếu mà mình làm hát quá cái màu thính nó không ngon. Rồi, vàng vậy là được rồi đó. Mình nhắc xuống là cái độ nóng của cái chảo của nó nữa là vừa rồi đó. Mình để cho nó thiệt là nguội rồi mình mới xay. Mình để đây rồi mình đi sắt thịt để mình trộn vô da. Da mình để nãy giờ đó, nó sẽ khô ráo rồi nó bong miếng da lên thật là ngon vậy đây. Còn nếu các bạn mà không xả qua nước với chanh muối vậy á thì miếng da nó còn cái chất mỡ đó, nó sẽ nhẹo, nó sẽ dính vô, nó dễ bị thiêu da. Rồi bây giờ mình sẽ sắt thịt mình để vô. Thịt này hồi nãy mình thìa với nước dừa tươi đó. Nhà có nít thì mình làm cái này dễ ăn lắm. Ăn cơm cũng được, ăn bánh mì cũng được, mà hoặc ăn bún cũng được. Thịt thì mình cũng để màu tự nhiên của nước dừa với đường nó rút vô, chứ mình không có để màu mè gì hết. Con lấy cái này qua, con lấy cái muỗng con múc vô dùm ngoại đi xay đi. Thính mình rang vàng vậy đó, nó thơm nó ngon lắm con. Nó không có vàng quá mà nó cũng không có trắng, nó phải vàng tới vậy đó là nó đủ cái độ của nó đó. Mình xay thính và mình rang tỏi xong rồi. Nguyên liệu của mình là có da, thịt nạc, tỏi, tỏi phi, đường, muối và thính. Nếu mà ai ăn bột ngọt được thì có thể nêm bột ngọt hoặc bột nêm. Đó. Bây giờ với cái liều lượng thịt này mình sẽ trộn vô 4 muỗng đường. Và một muỗng ăn canh muối bọt này đây. Rồi mình sẽ vớt hết cái tỏi mình phi nãy giờ đó, trộn vô. Mình chừa lại cái
dầu này chứ mình không có chế dầu vô, mình chỉ vớt cái tỏi thôi. Rồi mình sẽ trộn đều lại, mình trộn cho đều hết rồi mình mới để thính vô. Bì này ở miền Nam mình thì ăn với cơm tấm, ăn với bún, hoặc là ăn với bánh mì cũng được. Còn ngoài Bắc thì và bánh tầm bì người ta có thể ăn bánh tầm bì nữa. Còn ngoài Bắc thì người ta sẽ ăn với lá sung, gói lá sung non á, chấm với lại nước mắm trong. Đó, mỗi một vùng miền thì nó có một cách ăn khác nhau. Tại đứa cháu nó say chưa có nhuyễn hun, thành ra bây giờ mình sẽ gây lại như vậy. Chứ nếu mà mình say nhuyễn rồi thì mình khỏi cần gây như vậy. Thính là có bì là bắt buộc phải có thính để nó thơm. Với cái công thức như vậy, nếu mà các bạn muốn làm nem bì á, thì các bạn sẽ thêm gia vô nhiều một chút nữa. Rồi cũng y công thức như vậy, mình thêm gia nhiều vô, mình bắt chảo lên mình xào. Và xào tới chừng nào mà da nó dẻo lại đó thì mình đem xuống mình gói là nó sẽ thành nem bì. Mình đã có một thao bì tươm tất ngon đây. Bây giờ thao bì của mình nó đã xong rồi đây, mình để đây, bây giờ mình sẽ đi nấu nồi cơm tấm. Đã nóng này thì giờ mình chiên hạt gà. Đây là lạc xưởng mình làm ở nhà bán đây, và mình để trong tủ lạnh mình ăn suốt năm vậy đó. Chỉ có ngày Tết là mình mới làm bán. Lạc xưởng nhà mình làm đó, lạc xưởng mai quế lộ. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình luộc cái để mình chiên lại. Để chan nữa mình lên đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này mình ăn với dưa rau muống cũng được. Mà này mình sẽ ăn cà chua với lại dưa leo ở nhà mình trồng. Món cơm tấm bì của mình đã xong. Các bạn xem thấy thích, hãy đăng ký vô kênh và bấm nút like và chia sẻ. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn và hẹn các bạn ở video kế tiếp.